lời chào đến ban giám khảo và các quý đại biểu, các thầy cô, các bạn học sinh lời chào trân trọng nhất. Như chúng ta đã biết, ngày nay hành vi của chúng ta ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân, đời sống tinh thần lẫn vật chất đều được nâng cao và phát triển. Kéo theo đó là những vấn đề về môi trường là mối nguy cơ đáng lo ngại. Và ngày hôm nay, tập thể lớp 12 người chúng em mang đến bộ trang phục mang tên Hồn Viền để gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và tái chế. Bộ trang phục của chúng em được thiết kế chủ yếu bằng giấy báo cũ. Đầu tiên là tà áo trước được vẽ lên hình chữ F. Đây chính là bản đồ đất nước Việt Nam. Chúng em chọn hình chữ F thân thương nhằm tôn vinh và phát triển. Tiếp đến là đến tay áo mắt trước là hình ảnh lá cờ đỏ sau vàng lăng cá.